sáng tạo không phải là một loại nghệ thuật dành cho thiểu số. Sáng tạo là dành cho tất cả mọi người. Tôi là Lê Hà Trúc, một content creator, người sáng tạo nội dung. Để trở thành một người sáng tạo không khó, chỉ cần có công cụ phù hợp, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một người sáng tạo nội dung. Mỗi ngày tôi luôn cần một người bạn đồng hành giúp thổi sức sống mạnh mẽ cho sự sáng tạo, để khai phóng ý tưởng mọi lúc, mọi nơi. Với sự riêng tư tuyệt đối và kết nối không giới hạn. Không chỉ là công cụ, sáng kiến công nghệ, máy tính HP Envy còn khơi nguồn cảm hứng, lưu giữ kỷ niệm và chắp cánh cho ý tưởng mới dù ở nơi đâu. Đã đến với chuỗi chương trình sáng tạo mọi nơi do hãng máy tính HP kết hợp với Intel phát hành và mình là Thu Hà. Trong tập trước thì các bạn đã biết cách blend màu ảnh du lịch rồi, và trong buổi phát sóng ngày hôm nay thì giảng viên Lương Thái Thành của trường đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia sẽ chia sẻ cách chọn tông, chỉnh màu ảnh đồ ăn và coffee với phần mềm Photoshop nhé. Nào, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chương trình thôi. Xin chào các bạn đang xem livestream. Mình là Lương Thái Thành, là giảng viên của môn nhiếp ảnh cơ bản và nhiếp ảnh thương mại của trường đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia. Với số trước, mình đã chỉ mọi người cách blend màu cơ bản cho ảnh du lịch, thì với số này mình sẽ chỉ mọi người cách blend màu cho ảnh thức ăn, đồ uống. Giờ chúng ta bắt đầu nhé. Thì khi lên màu cho thức ăn và đồ uống thì mọi người cũng sẽ chọn tông màu trước. Và trước tiên lên màu thì mọi người phải định vị được là mình chụp thức ăn đồ uống sẽ chụp như thế nào. Đây, mình sẽ cho mọi người xem demo cơ bản của các góc để chụp thức ăn và đồ uống. Đây là những hình ảnh chụp về thức uống trong những quán cà phê shop mọi người đi uống cà phê hàng ngày mọi người có thể bắt gặp được. Thì thường chụp thức ăn và đồ uống thì mọi người sẽ hay chụp góc là 45 độ hoặc là top shop từ trên xuống. Với tông màu chủ đạo thì mình sẽ chủ đạo blend tông màu của cà phê, thì mọi người sẽ thấy cà phê nó sẽ là màu trắng, xám và màu cà phê sữa là nhiều. Rồi, với những khoảnh khắc mọi người chụp bằng điện thoại thì không phải là file RAW, thì mọi người có thể vào filter chọn camera RAW. Mình đã nói sơ qua về HSL. Thì với HSL là công cụ đơn giản nhất để mọi người có thể blend một bộ màu mọi người ưa thích. Thì với hình này mình chụp ở kiến trúc là quán cà phê đó, thì cái màu của nó hơi vàng, thì mình sẽ cân bằng trắng lại. Mình sẽ tăng contrast một tí cho có chiều sâu hơn, giảm highlight và tăng shadow một tí, và mình có thể kích nét màu cho tấm hình contrast hơn. Thường thì mọi người sẽ hay là tăng colorization và giảm saturation, thì mình cũng áp dụng. Tại vì khi mọi người giảm saturation thì màu đỏ sẽ được giảm xuống, và mọi người tăng saturation thì nó sẽ tăng màu vàng, màu xanh lên. Sau khi sơ chế bằng bảng basic, mình bấm phím B để xem before và after. Mình cảm thấy nó hơi xanh quá thì mình có thể trả lại vàng một tí. Rồi, sau đó mình qua bảng HSL. Vì da bạn này là da trắng nên mình chỉ cần kích thanh orange lên một tí và giảm thanh yellow. Không gian chỗ này nó đang hơi bị vàng thì mình sẽ giảm sáng của màu vàng xuống để cho nổi bật bạn này lên. Có thể giảm yellow luôn và orange, tại vì background của mình đang thiên về yellow và orange. Nếu mọi người không biết background của mình đang màu gì cân bằng nhiều thì mình có thể chọn vào thanh công cụ
hút này và mình chích vào màu thì nó sẽ cho mình các thông số RGB và mình sẽ biết màu nào đang nhiều và mình có thể giảm được cái thanh đó. Tiếp đến là thanh Bistonin. Thì thanh Bistonin này á, là thanh ám màu vùng sáng và ám màu vùng tối. Thì mọi người sẽ thấy màu trắng ở đây nó đang bị ám vàng nên mình cần phải sửa lại một tí. Thì mình màu vùng trắng này nó đang là highlight nên mình sẽ kéo thanh highlight lên 100 luôn. Thế là áo trắng này đã trở thành màu trắng nguyên thủy. Tiếp đến mình sẽ dùng một thanh nữa, đó là thanh coloration. Thì thanh này cái áp lực màu rất nhiều, thì mọi người blend màu và thức ăn đồ uống thường hay dùng, tại vì hệ số của cái thanh này cái áp lực màu rực rỡ của nó rất là cao. Mình có thể kéo thanh blue lên. Và giảm một tí màu xanh và màu đỏ. Và mình có thể kéo highlight xuống một tí. Rồi, thế là đã xong một tấm hình. Thường mọi người sẽ chụp ở những quán cà phê, những quán thức ăn thì người ta sẽ có ánh sáng của kiến trúc ở chỗ đó, thì mình khuyên mọi người hạn chế, đừng bao giờ chụp bằng flash. Tại vì nếu mọi người chụp bằng flash thì mọi người sẽ phá hỏng cái ánh sáng ở cái kiến trúc đó. Tiếp đến, mình sẽ chọn một tấm hình về thức ăn. Đây cũng là một tấm hình công sở mọi người thường hay thấy. Thì cái màu của nó đang hơi vàng, thì mình có thể chuyển nó qua hơi lạnh một tí, là có thể là sáng trắng hoặc là sáng xanh. Mình vào filter, chọn camera raw, đổi về lại xanh và tăng vibrance và saturation lên và dùng HSL. Mình có thể kích màu cam này lên tại vì mình đang thấy màu cam đang là chủ đạo của bức hình này, chiếm gần 30% tổng thể. Và kích màu vàng lên để bức hình sáng và bắt mắt hơn, thì mình sẽ nâng màu cam lên luôn để cho nó bật ra khỏi cái tông này. Thế là xong. Thì mình đã khử được từ màu vàng sang màu sáng xanh và sáng trắng, tạo cho không gian nó thoáng đãng hơn và nó bớt bị ám màu hơn. Và mình có thể xuất ra vào file, chọn export, chọn cho mình là Save for Web, chọn Original và xuất. Mình sẽ đặt nó là Copy. Thế là mình đã hoàn thành xong bước blend màu cho thức ăn và nước. Và tiếp đến mình sẽ blend màu về ảnh, nước. Nhưng mà cái này có nhiều kỹ thuật hơn, mình có thể lồng ghép nhiều thứ vào. Đây là một buổi shot chụp và đồ uống là bia. Thì đây là bộ màu mình đã blend trước cho mọi người. Thì giờ mình sẽ chỉ mọi người blend theo bộ màu này. Nó sẽ tạo cảm giác và mát lạnh. Rồi, giờ mình sẽ bỏ file bia vào. Với hình này thì chụp trong studio ha. Thì hình này cũng chụp cơ bản thôi, thì nó không gì hết. Thì mình sẽ chỉnh sửa làm sao cho thành một bức ảnh đẹp nhất có thể, với những công cụ HSL và những công cụ trong RAW mình đã chỉ mọi người. Vào filter, chọn camera RAW. Sau đó mình sẽ xử lý một chút về ánh sáng. Mình sẽ kéo highlight xuống cho ảnh trong hơn và tăng white một tí. Kéo vibrance và saturation giảm xuống. Tiếp đến mình sẽ chỉnh màu của quả cam bằng kính orange. Mình sẽ kéo kênh orange lên để cho nước của bia và quả cam sẽ được rực rỡ hơn, sẽ kích thích thị giác hơn.
mình sẽ chuyển về tông màu hơi vàng ẩm một tí bằng cách chuyển hue. Rồi, mình sẽ nhấn before after. Để kích màu vàng này lên hơn nữa, mình sẽ vào kênh Coloration và mình sẽ kéo thanh blue lên. Kéo thêm một tí thanh red. Rồi, mình sẽ ấn before after để xem kết quả. Đến những cái lặt vặt mụn ở bên ngoài này và những cái rác, mình sẽ chỉ mọi người cách xóa. Mọi người có thể vào thanh bên này, chọn cho mình brush tool và dùng cái brush tool này vẽ một vùng và kéo nó đi một vùng khác mình cần muốn, thì sẽ xóa được những cái mà mình gọi là rác. Mình có thể zoom vô, mình có thể nhấn Control Space để zoom vào. Rồi, ở đây nó sẽ có một cái đường cắt ngang, thì mình muốn làm mờ đường đó hoặc xóa luôn thì mình có thể kéo và chọn nó và xóa hẳn luôn. Tiếp đến mình sẽ làm cho nó rực rỡ hơn, trong suốt hơn. Mình có thể vào những kênh Adjustment Layer, thì những bảng trong Adjustment Layer thật ra là những bảng tiền thân của Camera Raw. Trước khi người ta sinh ra RAW thì người ta chỉ dùng những Adjustment Layer này thôi. Thì mình muốn cho cái ly này nó trong suốt hơn, mình sẽ chọn vào Contrast và kéo nó lên. Sau đó mình sẽ nhấn cái ô dưới này, người ta hay gọi là Mask, để áp một lớp Mask lên. Sau mình sẽ nhấn Ctrl Y để đảo ngược vùng chọn. Và mình dùng cái bút brush và mình tô màu trắng lên thì nó sẽ hiện ra. Mình có thể tắt mở con mắt để xem hiệu quả của kênh contrast mình đã chỉnh. Một thủ thuật mới để mọi người có thể làm bức hình mình trong sáng hơn, nét hơn, mình có thể nhấn Alt Tab Ctrl Shift E để tạo ra một tấm được gộp lại từ những layer còn lại. Sau đó mình sẽ chọn vào Filter, chọn vào Sharpen, chọn cuối cùng Umatra Sharp. Mình chọn một thông số, thường thường cái thanh cuối cùng mình sẽ để 0, Radiant mình sẽ để là 3.2. Và amount, nếu mọi người kéo amount càng cao thì độ nét của tấm hình sẽ càng cao. Nhưng mà mình sẽ khuyên mọi người là hãy để nét nó tầm 50 hoặc là 40 gì đó thì nó đã ok rồi. Mình có thể zoom vô và mình bật before after bằng cách nhấn lít mở con mắt trên layer. Rồi, sau khi mình làm xong thì mình chỉ cần vào file, chọn export, chọn save nó ra. Mình chọn đuôi ở bên này thì mình hãy nên chọn nó là PNG 24 màu, tại vì hệ PNG 24 màu là hệ màu nhiều nhất và dung lượng nó cũng sẽ là nhiều nhất, để mình lưu trữ được hệ số màu và thông số màu của máy ảnh được nhiều nhất, và mình in ra thì nó sẽ là đẹp nhất và lớn nhất. Và bắt đầu mình sẽ blend tiếp, cũng là chủ đề về bia luôn, nhưng mà mình sẽ chọn một tấm ảnh khác. Với tấm này thì mình sẽ thấy có những cái background đằng sau nó hơi bị chụp lem vô, thì mình sẽ chỉ mọi người cách xóa và thao tác nó. Thì đầu tiên mình sẽ vô filter, chọn camera raw, thì mình sẽ cân lại ánh sáng tối của nó, tăng contrast, tăng sắc nét nó lên. Và hiện tại cái màu trắng này nó đang bị ám vàng một tí, thì mình có thể, nếu mà mình không tin thì mình có thể chọn thanh này, công cụ hút màu, và mình lít vào thì mình sẽ thấy cái kênh màu của nó đang đều, nhưng mà nó sẽ có một kênh gì đó chênh lệch.
thì mình muốn nó sẽ mát lạnh hơn, mình có thể tăng blue lên một tí để cho nó lạnh hơn, và tăng white run và saturation. Rồi mình có thể dùng subbinding tăng amount lên một tí. Rồi thế là xong. Mình có thể nhấn phím B để mà mình xem before after. Rồi tiếp đến mình sẽ xử lý hậu kỳ đằng sau bằng cách nhấn Ctrl C, WK layer đó lên, nhấn Ctrl T và lật ngược nó lại. Sau đó mình sẽ nhấn E, chọn brush mềm và xóa bớt. Thế là mình đã xóa sạch background đằng sau. Mình sẽ gộp lớp lại bằng cách mượt. Mình sẽ nhấn Ctrl E. Sau khi xử lý xong, mình sẽ một bước thao tác cuối cùng thường mình sẽ hay làm, đó là kích nét nó lên. Bước này thường sẽ làm tấm hình sẽ trong suốt, trong hẳn lên và nó sẽ đẹp hơn. Mình sẽ nhấn Ctrl Z và mình sẽ chọn là Filter, chọn vào Subbin, chọn cái cuối cùng Ultra Matte Sharp và chọn Amount nó chỉ tầm là 50 thôi. Radiant mình để tầm 3.2, đừng nên cao quá, nếu mà cao quá thì nó sẽ làm độ gắt của tấm hình. Rồi mình có thể nhấn tắt mở con mắt trên layer để mình xem before after. Rồi sau đó mình có thể nhấn File, Export và Export hình ra. Thế là mình đã có một tấm hình hoàn hảo. Tiếp đến là thức ăn. Thì với hình thức ăn này mình sẽ chỉ cho mọi người cách áp một tấm blend màu sẵn của mình làm ra, và mình có thể áp những cái tấm bức hình đằng sau của mình theo cái hình mình đã chỉnh sửa. Thì đầu tiên mình sẽ bỏ hình thức ăn vào. Như mình đã nói, hình thức ăn thì thường thường mọi người sẽ chụp là góc 45 độ hoặc là top shot là nó sẽ là đẹp nhất. Giờ mình sẽ cân bằng ánh sáng lại cho bức hình. Sau đó mình vào bảng HSL để chỉnh màu nền sáng lên. Đồng thời mình cũng kéo độ rực của thức ăn và chuyển màu cho thức ăn có cảm giác ấm hơn. Và mình có thể nhấn Before After bằng phím B. Mình có thể kéo màu blue của cái nền xuống một tí để cho thức ăn nổi lên. Rồi, sau đó mình sẽ kéo một tí subbinding để cho hình ảnh sắc nét hơn. Mọi người muốn màu thức ăn có thể ấm hơn thì mọi người có thể vào speed toning để mọi người có thể ám màu cho nó. Thì mình sẽ ám highlight, nó sẽ là màu cam. Mọi người có thể ấn Before After để xem bức hình của mình. Sau khi mọi người chỉnh trên RAW xong, mọi người có thể xuất ra preset này. Thường thường người ta hay xuất preset này bán ở trên các diễn đàn. Mình cũng có thể tạo ra preset riêng cho mình bằng cách chọn nút bên trái của màn hình, chọn Save Setting và chọn Save. Thì mình sẽ save bộ ảnh này ra desktop. Mình sẽ save là thức ăn. Thế là mình đã có bộ màu của thức ăn. Giờ mình có thể quăng một tấm hình chung chủ đề với nó và mình có thể áp lên và mình không cần phải chỉnh sửa nhiều, bằng cách chọn vào nút bên trái này và
chọn loát setting, vào desktop, chọn bộ màu của mình và up lên. Thế là xong, mình có thể chỉnh hàng loạt những tấm hình chung với nhau cùng một bộ màu. Và mình sẽ xử lý một tí background. Shift F5. Để xóa những vật thể này thì mình cứ chọn vào công cụ Path Tool, chọn nó và kéo ra một địa điểm khác thì nó sẽ lấy một vùng đó và nó áp lên cái vùng mình đã chọn. Sau khi xử lý sơ chế xong, mình có thể dùng những các thanh công cụ trong Adjustment Layer để mình tăng sáng tối thêm. Thì những thanh Adjustment Layer trong này nó cũng đã có ghi các thông số và các tên gọi của nó, thì mình có thể đọc và mình có thể hiểu được. Cuối cùng mình sẽ nhân đôi layer lên bằng cách nhấn Alt Tab Ctrl Shift E, và mình sẽ kích nét nó bằng cách vào filter, chọn sharpen, và thế là xong. Và mình đã hoàn thành xong bộ màu cho thức ăn và đồ uống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream. Vậy là chúng ta vừa nghe những chia sẻ của giảng viên Thái Thành về cách blend màu đồ ăn và đồ uống. Hy vọng thì các bạn có thể áp dụng để có được những bức hình chụp hình đồ ăn thật là ấn tượng nhé. Và nếu như các bạn có câu hỏi hay là thắc mắc nào dành cho giảng viên về nội dung này thì hãy comment ngay dưới video, chúng mình sẽ phản hồi tới các bạn trong thời gian sớm nhất nhé. Rất vui được gặp lại anh Thành. Và trong tập phát sóng lần trước thì Thu Hà vẫn còn một câu hỏi mà có rất nhiều bạn quan tâm, đó chính là để trở thành một nhiếp ảnh gia thì cần có những tố chất gì, và anh Thành có thể chia sẻ cho em cũng như là các bạn biết không ạ? Theo như Hà hỏi thì tố chất để trở thành một nhiếp ảnh gia thì mình cảm thấy là đầu tiên bạn đó phải có mắt thẩm mỹ về cảm thụ về nghệ thuật, và bạn đó phải đam mê về nghệ thuật, và bạn đó phải nhìn được là cái nào đẹp, cái nào xấu, bố cục như thế nào, và bạn đó sẽ tự đưa ra những cái yếu tố và kiểu như là mình sẽ nhìn màu đó như thế này, mình nhìn màu kia như thế này, mình cảm thấy nó như vậy là gọi là đẹp. Thì những cái tố chất đó rất là quan trọng. Rồi thêm nữa thì mình còn cộng thêm cái là về bạn đó thì mình phải có cái gọi là sự tìm tòi và học hỏi. Cái gì cũng vậy, phải tôi luyện hàng ngày thì mình mới phát triển được. Thì vừa tôi luyện, vừa phát triển, vừa tìm tòi học hỏi, và cộng thêm hưởng nữa là mình sẽ chia sẻ với mọi người thì mình sẽ được nhiều thứ hơn, thì mình sẽ trở thành một người nhiếp ảnh gia thật thực thụ. Vậy thì theo anh Thành thì cái cảm quan nghệ thuật ấy, nó có đóng cái vai trò quan trọng không? Ví dụ như kiểu làm ca sĩ thì nhất định là phải có giọng hát á, thì cái yếu tố đấy nó có tác động nhiều tới cái việc để chúng ta có cái tác phẩm nghệ thuật tốt. Mình thấy là mỗi người đều phải tự tìm cho mình cái gọi là sở thích, và cái gọi là mình mạnh nhất trong cái thế của mình là mình thích nhiếp ảnh. Mình thích hình ảnh thì mình sẽ đi theo nhiếp ảnh, mình thích quay phim mình sẽ đi theo quay phim, mình thích ca hát mình sẽ đi theo ca hát. Ít nhất mình cũng phải cảm thụ được mình thích cái gì trước đã. Nhưng mà tại vì là Thu Hà thấy rất là nhiều bạn trẻ hiện nay là cũng thích những cái tìm tòi sáng tạo như kiểu là chỉnh sửa ảnh các thứ, nhưng mà nhiều bạn nghĩ rằng là ôi mình không có biết gì về nghệ thuật cả thì làm sao mà chụp hình đẹp, làm sao mà chỉnh sửa ảnh đẹp. Vậy thì anh Thành có lời khuyên gì cho các bạn? Thật ra là cái đó là mình phải tìm tòi, mình phải thử. Tại vì cuộc chơi là mình phải là có phép thử, thì mình phải biết thử những cái mình thích thì mình mới tìm ra được cái mình thích nhất.
chứ không phải là mình sẽ nghĩ trong đầu mình sẽ không làm được thì muôn đời mình sẽ không làm được. Mình hãy thử. Vậy thì cũng phải có cái sự gọi là tự tin vào năng lực bản thân một chút. Đúng, đúng, mình phải tự tin vào bản thân mình sẽ làm được thì mình sẽ làm được. Bên cạnh những cái chia sẻ của anh Thành về tố chất của một người nhiếp ảnh cần có thì anh Thành có những cái chia sẻ gì về khó khăn mà một người nhiếp ảnh gặp phải trong quá trình tác nghiệp của mình không? Có, thực chất khó khăn thì cũng có, nhưng mà khi mình mới bước đầu vào nhiếp ảnh á thì mình khó khăn cái đầu tiên của mình á là mình sẽ bị chơi vơi, chưa có định hướng được mình sẽ đi theo hướng nào, như là ok bạn sẽ định hình theo đi theo chụp cưới, có thể bạn chụp hình ngoại cảnh, có thể bạn chụp báo, nên là nó rất là mông lung, rất nhiều cái. Nên mình sẽ đầu tiên mình sẽ đi tìm bạn cùng đồng hành với mình, cùng đam mê với mình, cùng sở thích với mình để mình vượt qua cái bước đầu đã. Sau đó thì có những cái khó khăn hơn là mình, nếu mà mình đi chụp ở ngoài trời đồ này nọ thì mình sẽ phải chịu mưa, chịu gió một tí, thì ít ra bạn đó phải có một cái tố chất là phượt thủ, là phải đi đây đó, phải chịu khó rồi này nọ. Chứ không thể nào mà bạn đó không thích lăn lộn thì bạn đó sẽ không có thể xả thân vào nhiếp ảnh được. Và có một cái nữa là có những bạn sẽ không có về tư duy về đi concept ngoài, thì có thể bạn sẽ trau dồi về ánh sáng, trau dồi về kỹ năng trong phòng studio, thì bạn đó sẽ chỉ ở trong studio và bạn đó sẽ vẫn có thể sản xuất hình đẹp được. Và anh cũng có nhắc đến cái việc là phải lăn lội nắng mưa để chụp được những bức hình như ý. Vậy thì chắc hẳn là các nhiếp ảnh gia cũng phải trang bị cho mình những cái thiết bị phù hợp cho cái công việc di chuyển của mình đúng không anh? Đi đã mệt rồi thì mình phải mang vác những thiết bị mà càng cồng kềnh thì mình sẽ càng mệt hơn, thì mình sẽ làm việc nó sẽ không hiệu quả. Thì mình sẽ mang những thứ càng nhỏ gọn, càng tiện dụng, càng mạnh khỏe thì mình sẽ càng tốt và càng làm việc nó sẽ tốt hơn. Vậy thì nếu phải làm việc ở ngoài trời trong thời gian dài như vậy thì một trong những cái vấn đề quan trọng nhất mà chắc hẳn là anh cũng sẽ quan tâm đó chính là cái thời lượng pin của thiết bị. Và em được biết là anh đã có dịp trải nghiệm thử chiếc máy tính HP Envy 13. Vậy thì anh có cảm nhận như thế nào? Mình thấy là máy tính này nó đáp ứng được nhu cầu về thời lượng. Tại vì mình xài thì mình cũng thấy cái độ hao mòn pin của nó cũng không hề lớn lắm, nên là nó cũng phù hợp cho nhu cầu những bạn mà đi đường dài, đi ở ngoài cảnh không và không có thể sạc pin được thì mình có thể lựa chọn được. Vậy thì anh Thành đã có cơ hội được trải nghiệm nhiều hơn những mẫu laptop khác không, và anh cảm thấy rằng là HP Envy 13 có vượt trội hơn hẳn so với những mẫu laptop? Có, mình thấy về mặt ngoại hình thì nó đã ok rồi. Về mặt ngoại hình nhỏ gọn và màn hình thì nó cũng là một ưu điểm lớn. Thì mình cảm thấy thời lượng, ngoại hình và cả về tốc độ đọc file đồ này nọ các thứ thì mình cảm thấy nó rất là ok, rất là tốt trong quá trình mà mình có thể mang đi ra ngoài làm việc được. Và Thu Hà cũng xin chia sẻ thêm, nếu chỉ làm văn phòng thì máy có thể đáp ứng tới 8 giờ sử dụng liên tục, đủ trong một ngày để anh có thể đi học hoặc là đi làm. Đặc biệt là trong những chuyến đi thường xuyên phải di chuyển, không có nhiều thời gian để cắm sạc cho chiếc laptop, thì cái công nghệ sạc nhanh với tên là HP Fast Charge được trang bị trên chiếc HP Envy 13 này sẽ càng tỏ ra hữu ích hơn. Bởi vì là chỉ cần tranh thủ cắm sạc khoảng 30 phút là chúng ta đã có thể sử dụng được 50% pin, như vậy là sẽ kéo dài hàng tiếng đồng hồ để sử dụng rồi. Và em nghĩ thì tính năng này nó sẽ rất là phù hợp với những người hay di chuyển như anh Thành. Và thực sự thì rất cảm ơn những chia sẻ đến từ giảng viên Thái Thành. Và Thu Hà cũng vẫn cảm thấy rất là hụt hẫng và hơi buồn một chút, bởi vì thời lượng của chúng ta vẫn là có hạn. Thế nên đành phải hẹn anh Thành trong những buổi chia sẻ tiếp theo. Và cảm ơn anh Thành một lần nữa vì đã tham gia buổi phát sóng ngày hôm nay. Cảm ơn Hà và cảm ơn mọi người đang xem livestream, và hẹn mọi người với tập livestream tiếp theo. Thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết rồi, và Thu Hà hy vọng là các bạn đã nắm bắt được thật nhiều những kiến thức và cảm hứng cho việc sáng tạo trên những bức hình của mình. Và Thu Hà cũng tin rằng là các bạn sẽ chọn cho mình được một chiếc laptop phù hợp với cá tính sáng tạo riêng của mình. Thu Hà rất mong trong hành trình tạo nên các sản phẩm sáng tạo của các bạn thì sẽ luôn có sự đồng hành với chiếc HP Envy 13 này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát sóng tiếp theo của HP và Intel nhé. Bye bye! Sáng tạo không phải là một loại nghệ thuật dành cho thiểu số. Sáng tạo là dành cho tất cả mọi người. Tôi là Lê Hà Trúc, một content creator, người sáng tạo nội dung. Để trở thành một người sáng tạo không khó, chỉ cần có công cụ phù hợp, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một người sáng tạo nội dung. Mỗi ngày tôi luôn cần một người bạn đồng hành giúp thổi sức sống mạnh mẽ cho sự sáng tạo, để khai phóng ý tưởng mọi lúc, mọi nơi. Với sự riêng tư tuyệt đối và kết nối không giới hạn,
không chỉ là công cụ, sáng kiến công nghệ. Máy tính HP Envy còn khơi nguồn cảm hứng, lưu giữ kỷ niệm và chắc chắn cho ý tưởng mới dù ở nơi đâu.